Vâng, cái hậu trường ngay tận thế. Đang quay võ sư Cường Nguyễn. Anh đang múa Thái Âm Chân Kinh. Rất chi là điêu tàn. Một cảnh tượng thật điêu tàn. Anh là một siêu hài nổi tiếng. Anh làm gì đây? Béo đi. Múa Thái Cực Trương Tam Phong. Vâng, anh đang dạng dế anh múa. Quý vị anh nhìn anh dạng dế anh múa. Xa là con mắt đi chứ. Một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành. Từ chân thôi, từ chân đến người. Cường Nguyễn mà là con gái thì điệu lắm đấy. Điệu như con gái. Wow. Điệu hơn con gái. Anh đang múa cháu lên ba cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu thì cháu không khóc nghe à? Thôi thôi đi ông ơi. Chúa tể bộ cạp. Wow. Cái chân rất chi là đẹp. Ôi, anh múa côn. Action nhá. Lý Tiểu Long. Wow.